hello hello xin chào các bạn và ngày hôm nay thuận lại muốn chia sẻ thêm nhiều thông tin thú vị với các bạn liên quan đến thị trường crypto này cái thông tin mà thuận muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay đó chính là một thông tin mà nhiều bạn thường ngày hỏi thuận đó chính là cái thông tin liên quan đến bitcoin rich list có nghĩa là danh sách những địa chỉ ví mà lưu trữ nhiều bitcoin rất nhiều bạn quan tâm đến cái đề tài này cho nên thuận đã quyết định làm một cái video chia sẻ chi tiết hơn thì trước hết là làm sao để chúng ta có thể kiếm được danh sách của những địa chỉ ví Bitcoin lớn thì các bạn có thể lên trên Google một cách đơn giản nhất đó là các bạn có thể lên trên Google và tìm kiếm cái từ là Bitcoin Rich List đây là cái từ để các bạn có thể đến được cái trang gọi là Future thường là cái link đầu tiên các bạn thì được là cái link sẽ để cái tên là Top 100 Richest Bitcoin Addresses and Bitcoin Distribution thì um, các bạn có thể dùng cái này hay là các bạn có thể là đi thẳng tới cái uh, địa chỉ URL như là các bạn nhìn thấy trên màn hình bitinfocharge com top 100 richest bitcoin addresses thì các bạn có thể đến được cái trang web này. Thì trước hết uh, tại sao các bạn muốn đến trang web này, trang web này đó xem những thông tin này thì có lợi gì? thì đầu tiên hết á, điều các bạn có thể biết được đó là hiện bây giờ về chỉ ví bitcoin nó lưu trữ bao nhiêu bitcoin và phân phối như thế nào đây các bạn có thể thấy được là hiện bây giờ đó những người mà lưu trữ nhiều bitcoin đó những người mà có thể nói là có tầm ảnh hưởng thì những người đó đang làm gì và cái số phần trăm họ lưu trữ là bao nhiêu kế tiếp nữa các bạn có thể là theo dõi những cái địa chỉ ví xem coi là những địa chỉ ví này đó họ đang nạp bitcoin vào địa chỉ ví hay là họ đang gửi bitcoin đi nơi khác Giống như là các bạn thấy được là có nhiều cái Twitter như là Well Alert thì chuyên theo dõi những cái địa chỉ ví blockchain mỗi lần mà có số lượng lớn Bitcoin di chuyển từ ví này qua ví kia từ ví cá nhân lên trên ví sàn hay là ngược lại thì sẽ có thông báo trên twitter thì họ cũng dùng những cái tương tự tại vì các bạn thấy được là theo dõi bitcoin đó thì tất cả những giao dịch đều là công khai trên mạng lưới blockchain thì để thường đi vào thêm chi tiết tại sao chúng ta lại muốn biết những thông tin này tại vì đây là một trong những cái tài liệu cho các bạn thấy được dấu hiệu thị trường như thế nào cũng giống như, như thường chia sẻ với các bạn đó là nếu như chúng ta đột ngột thấy nhiều cái địa chỉ ví mà lâu năm rồi không di chuyển đột ngột có bitcoin di chuyển và di chuyển vào những địa chỉ ví của sàn thì đó là một cái dấu hiệu không tốt có thể là những người mà đã lưu trữ lâu năm có ý định chút lời và ngược lại như các bạn thấy được là nhiều những địa chỉ ví tích lũy lâu năm tiếp tục có thêm nhiều bitcoin được gửi vào cái địa chỉ ví đó có nghĩa là họ vẫn tiếp tục tích lũy mà không lo lắng đến tình hình giá cả như là các bạn có đang nhớ là những cái thời điểm như là năm 2018 và năm 2019 đó. những thời điểm mà đen tối nhất trong thị trường này trong cái mùa đông crypto của đợt chiều rồi những lúc mà Bitcoin chỉ còn có 3.000, 4.000 đô thì chúng ta thường xem những địa chỉ ví coi coi những người mà lưu trữ nhiều Bitcoin đó họ có đang lo sợ hay không có phải là họ di chuyển Bitcoin vào những ví của sàn để mà bán hoặc là ngược lại họ không những không lo sợ mà họ lại tích lũy và thời điểm đó thường đã chia sẻ với các bạn là chúng ta thấy rất nhiều những cái địa chỉ ví tích lũy Bitcoin mặc dù là giá cả không tốt họ vẫn tiếp tục tích lũy và tích lũy rất là nhiều họ không lo sợ mặc dù trong tại họ nắm giữ rất là nhiều Bitcoin mà giá đang đi xuống thì chúng ta bây giờ đó thì hãy bắt đầu nhìn vào cái sự phân phối bitcoin đi có nghĩa là cái bảng danh sách các bạn đang nhìn thấy trên màn hình hay còn gọi là bitcoin distribution thì cái tài liệu này cho các bạn thấy được hai điều điều đầu tiên hết đó, chúng ta thì được là từ bên trái và bên phải bên trái đó balance btc có nghĩa là đây là cái số lượng bitcoin à, nằm ở trong cái khu này giống như là các bạn thấy được là từ 1 cho đến 10 bitcoin kế tiếp nữa đó là bao nhiêu địa chỉ ví? Giống như là từ 1 đến 10 Bitcoin nên thì chúng ta có tổng cộng là 661.917 địa chỉ ví có từ 1 đến 10 Bitcoin hiện bây giờ. Và tổng cái phần trăm là bao nhiêu? Thì các bạn sẽ được là tính theo cái số lượng phần trăm của tất cả địa chỉ ví đó là 1,75%, có nghĩa là 1,75% của địa chỉ ví của Bitcoin lưu trữ từ 1 cho đến 10 Bitcoin và tính theo cái số ví đó là 661.917. Và tổng cộng 661.917 địa chỉ ví này đã lưu trữ tổng hợp là bao nhiêu Bitcoin họ lưu trữ tổng cộng là 1 triệu 686.581 Bitcoin tương đương với cái giá hiện tại đó là 60 tỷ đô la và những cái địa chỉ ví này đó chiếm tổng cộng là 9,01% của tất cả Bitcoin ở trên thị trường hiện bây giờ. Thì đây là cái cách mà các bạn đọc từ trái. Ở bên phải các bạn có thể đọc tài liệu tương tự nếu các bạn muốn biết là có bao nhiêu địa chỉ ví lưu trữ từ 10 tới 100 hay là 100 tới 1.000. Nhưng mà điều mà thú vị đây đó các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái số lượng địa chỉ ví mà lưu trữ nhiều Bitcoin đi. Giống như chúng ta hãy nhìn vào cái số lượng địa chỉ ví mà lưu trữ từ 100 Bitcoin trở lên. Các bạn thấy được 100 Bitcoin là con số rất là lớn. Và nếu như mà chúng ta tính từ 100 con trở lên đó, thì các bạn thấy được là tổng cái số địa chỉ ví mà có hơn 100 Bitcoin trở lên nghĩa là 100 Bitcoin cho đến 1 triệu Bitcoin đó thì chỉ có là 0,04% của địa chỉ ví mà có cái số lượng nhiều như vậy mà thôi và tổng cộng đó các bạn thấy được là nếu như các bạn cộng lại cái số lượng Bitcoin được lưu trữ trong bốn cái cột này đó 3,9 triệu, 5,1 triệu, 2 triệu và 688 ngàn Bitcoin cộng lại hết á thì tổng cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi 0,04 địa chỉ ví là chiếm tổng cộng là 63,2% của tất cả Bitcoin hiện tại có thể các bạn thấy được là chỉ 0.04 địa chỉ ví thôi thì đã lưu trữ 63% của Bitcoin rồi nếu chúng ta đi lên thêm một hàng nữa chúng ta bắt đầu từ là những địa chỉ ví mà lưu trữ từ 10 Bitcoin trở lên thì các bạn thấy được là những địa chỉ ví đó lưu trữ 10 bitcoin trở lên có nghĩa là lưu trữ ít nhất đó, các bạn lấy 10 bitcoin nhưng cho cái giá hiện tại là khoảng 36.000 có nghĩa là những địa chỉ ví này có ít nhất là 360.000 đô trở lên à, cho đến 1 triệu bitcoin thì các bạn thấy được là những địa chỉ ví này đó tổng cộng lưu trữ lên tới là 0,39% thì các bạn thấy được là tổng cộng cái số địa chỉ ví này đó là khoảng 0,39% của tất cả địa chỉ ví bitcoin con số rất là nhỏ nhưng mà Tổng cộng khi mà các bạn cộng lại cái số lượng Bitcoin đó mà họ đang lưu trữ giống như là bắt đầu từ 4,2 triệu cộng 3,9 triệu cộng 5,1 triệu cộng 2 triệu, cái số lượng Bitcoin mà họ lưu trữ đã lên tới 85,83% rồi. Có thể nói được là cái số lượng phần trăm nhỏ của địa chỉ ví 0,39% mà lưu trữ lên tới 85,83% của tất cả Bitcoin hiện tại các bạn có thể thấy được là cái sự phân phối lưu trữ Bitcoin đó thì một số lượng nhỏ ví lưu trữ số lượng lớn Bitcoin hiện tại. Đây là cái tình hình mà các bạn thấy được là đang diễn ra bây giờ và thật ra mà nói đó, năm này qua năm nọ đó thì cái sự phân phối này nó đã đỡ hơn. Tuy là bây giờ các bạn nhìn vào các bạn thấy được là 0,39% của địa chỉ ví mà lưu trữ tới 85,8% của Bitcoin thì quá nhiều. Thì các bạn thấy được là cái quyền lực nằm trong những cái địa chỉ ví mà có nhiều Bitcoin và trong cái số ít người hiện bây giờ thì có thể là nhiều bạn lo lắng nhưng mà thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn về cái cách nhìn khi mà các bạn nhìn vào những địa chỉ ví này nhưng mà sự thật đó thì năm này qua năm nọ thì sẽ có những người cũ đó chốt lời thực ra mà nói đó là nhiều người khi mà chúng ta Nhìn vào những cái tài liệu như là những người cũ đó mà có nhiều Bitcoin chốt lời thì nhiều người lại lo lắng nhưng mà thật ra đối với cái sự phát triển lâu dài của Bitcoin đó thì những người cũ chốt lời không phải là một cái chuyện xấu. Đương nhiên khi mà nhiều người cũ mà có lời chốt lời đó mà họ chốt lời số lượng lớn đương nhiên giá cả sẽ không có tốt nhưng mà ngược lại khi mà chốt lời thì cái số lượng Bitcoin đó sẽ được thu mua. Hy vọng là bởi những nhà đầu tư riêng lẻ thì cái sự phân phối Bitcoin năm này qua năm nọ nó sẽ cân bằng hơn. Nhưng mà bây giờ thì cái số lượng Bitcoin đó, cái số lượng nhỏ ví đang lưu trữ số lượng lớn Bitcoin 0,39% của tất cả địa chỉ ví bây giờ lưu trữ lên tới là 85,8%. Thật ra mà nói đây cũng là một cái hiện tượng mà chúng ta cũng thường thấy xảy ra trong thị trường tài chính. Cũng như là các bạn nhìn vào thị trường của Hoa Kỳ đi, các bạn thấy được là tính theo cái tài sản của người dân Hoa Kỳ đó thì 1% của người dân Hoa Kỳ đã lưu trữ cái số lượng lớn của tất cả tổng tài sản của quốc gia rồi. Như là dựa theo cái bài nghiên cứu của tháng 9 năm 2017 đó của Federal Reserve có nghĩa là cái ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ À, thì đã tính ra được là 1% của người dân Hoa Kỳ đã nắm giữ tổng cộng là 38,5% của tài sản ở Hoa Kỳ Thì à, chúng ta cũng sẽ không nói chi tiết về vấn đề này, thường chỉ muốn cho các bạn thấy một cái sự so sánh mà thôi Tại vì à, trong thị trường tài chính á, thì cái hiện tượng là cái phần trăm nhỏ số lượng người lưu trữ số lượng lớn tài sản là một điều chúng ta thường thấy chỉ có là bây giờ đó cái phần trăm của bitcoin đây thì không được cân bằng lắm tại vì cái số lượng quá nhỏ mà lưu trữ quá nhiều bitcoin nhưng mà ngược lại đó các bạn cũng cần phải hiểu là cái thông tin này là dựa theo đó là các bạn nghĩ là một người là một địa chỉ ví nhưng mà trên thực tế không phải là như vậy tại vì các bạn thấy được là một ví có thể đã thuộc về nhiều người và thậm chí một người có thể là có nhiều địa chỉ ví giống như là các bạn đi thì bản thân các bạn cũng có thể đang sở hữu rất là nhiều địa chỉ ví như các bạn có địa chỉ ví ở trên sàn, các bạn có nhiều địa chỉ ví cá nhân như là ví blockchain hay là các bạn có ví trust wallet hay là các bạn có địa chỉ ví của Ledger, Trezor thì mọi người có thể là sở hữu nhiều địa chỉ ví và ngược lại một địa chỉ ví có thể là thuộc về nhiều người như là địa chỉ ví của những cái sàn giao dịch đi khi bạn thấy được là chúng ta nhìn vào địa chỉ ví đầu tiên thì có nhiều bitcoin nhưng mà đây là cái địa chỉ ví lạnh của sàn Binance thì địa chỉ ví này đương nhiên không phải là tất cả bitcoin trong đây đều thuộc về sàn Binance mà là họ lưu trữ nhiều bitcoin cho những khách hàng của họ. Cho nên sở hữu địa chỉ ví này là nhiều người thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào sự phân phối này thì chúng ta nhìn trên căn bản đó thì rất là khó biết được là có bao nhiêu người đang có bao nhiêu bitcoin nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được địa chỉ ví mà thôi. Đây là điều mà tôi muốn các bạn hiểu được cái sự khác biệt. Tuy là chúng ta nói là 0,39% Nhưng mà chúng ta nói là trăm của địa chỉ ví Chứ không phải là trăm của cái số lượng người đang lưu trữ Bitcoin Đây là cái sự khác biệt Tại vì chúng ta thực sự mà nói là không thể biết được chắc chắn là Có bao nhiêu người đang lưu trữ bao nhiêu Bitcoin Chúng ta chỉ biết được địa chỉ ví mà thôi Ở trên blockchain và bên dưới này đó là có thêm uh, một cái tài liệu nữa tài liệu này đó là các bạn thấy được tính theo cái giá đô la giống như là Chúng ta nhìn vào những địa chỉ ví mà có hơn là 100.000 đồng USD thì có tới 344.815 địa chỉ ví, có hơn 1 triệu đô la USD thì có 79.290 và có hơn 10 triệu đô la USD thì có 6.867 địa chỉ ví Thường đó, thì các bạn được là những người mà lưu trữ nhiều Bitcoin đó họ sẽ chia ra để mà lưu trữ Tại vì họ sợ lưu trữ một nơi lỡ như mà có vấn đề gì thì họ sẽ mất hết Cho nên cái việc là một người lưu trữ nhiều địa chỉ ví mà chia ra cũng là điều rất bình thường mà thôi Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái danh sách chi tiết bên dưới này các bạn có thể bấm vào bất cứ một địa chỉ ví nào để xem lịch sử giống như là một địa chỉ ví mà nhiều bạn thường hay thích xem đó chính là địa chỉ ví thứ tư bắt đầu từ 1P5 và kết thúc là FHQ thì các bạn thì được địa chỉ ví này là chúng ta có thể là đi tuốt xuống ở bên dưới này để mà tìm thấy những cái thông tin đầu tiên hết à, thì chúng ta có thể là tiếp tục đi xuống để coi tất cả những giao dịch từ trước tới bây giờ Nhưng mà trên căn bản các bạn có thể dễ dàng nhìn tổng kết ở bên trên này, các bạn đi đường lại bên trên này đó để là địa chỉ ví này tổng cộng bây giờ đang lưu trữ là 108.887 Bitcoin với cái số tiền lưu trữ đó tương đương với cái đồng đô la bây giờ tính ra là 3,9 tỷ đô la và cái địa chỉ ví này đó Lần đầu tiên có Bitcoin được nạp vào đó là tháng 2 năm 2019 và cái lần cuối cùng Bitcoin nạp vào là ngày 6 tây tháng 6 năm nay năm 2021. Cũng như là các bạn thấy được là cái màu đỏ này đó là lần đầu tiên chúng ta thấy Bitcoin rời khỏi bí này đó cũng là tháng 2 năm 2019 và cái lần cuối cùng chúng ta thấy Bitcoin rời khỏi bí này đó là tháng 5 của năm 2021 thì các bạn thấy được là chúng ta thấy địa chỉ ví này bắt đầu ra từ tháng 2 năm 2019 thì coi như cũng là một cái địa chỉ ví không phải là lâu lắm đây là cái giao dịch đầu tiên các bạn thấy được là ngày 5 tháng 2 năm 2019 Nhưng mà thật ra cái ngày mà lần đầu tiên có số lượng lớn Bitcoin nạp vào đó là 1.119 Bitcoin Ở cái thời điểm là ngày 12 tháng 2 năm 2019 Và ngược lại các bạn cũng có thể là tìm thấy những cái tài liệu tương tự cho những cái địa chỉ ví khác Nhưng mà thường nó thường không có thích nhìn à, những địa chỉ ví từ số 1 cho đến số 100 Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là có khả năng rất cao là những địa chỉ ví này đã là thuộc vào những cái sàn hay những cái dịch vụ chứ không phải là của cá nhân và đó, nhiều khi người ta biết được đó, địa chỉ ví này là của ai thì họ sẽ để tài liệu vào như là các bạn thấy được là địa chỉ ví đầu tiên là của sàn Binance Thứ nhì là của sàn Bitfinex, thứ ba là của Huobi, cái ví lạnh của Huobi. Rồi các bạn thấy được là thứ sáu là của sàn OKX, vâng vâng nhưng mà không phải địa chỉ ví nào họ cũng biết là thuộc về quyền sở hữu của ai cho nên thường đó thì thường sẽ nhìn vào những cái địa chỉ ví xa hơn như là thường có thể là thường bắt đầu từ địa chỉ ví là một nghìn một thì uh, chúng ta thấy được là địa chỉ ví một nghìn một cho đến là một nghìn hai mươi hai thì 22 địa chỉ ví này các bạn thấy được là rất là thú vị tại vì mỗi địa chỉ ví đều có 2.000 Bitcoin thì đây là một dấu hiệu cho chúng ta thấy được là có thể là một người nào đó hay là một tổ chức nào đó chia ra mỗi địa chỉ ví 2.000 Bitcoin để mà họ có thể là giảm đi rủi ro của họ và cái cách đọc của nó thì cũng rất đơn giản các bạn hãy được là đây là con số địa chỉ ví xếp hạng thứ mấy tính theo là có bao nhiêu bitcoin trong đó đây là cái địa chỉ ví đây là cái tài liệu liên quan đến có bao nhiêu bitcoin trong địa chỉ ví này phần trăm của bitcoin trong địa chỉ ví này so với tất cả là bao nhiêu lần đầu tiên mà có cái bitcoin nạp vào lần cuối cùng của bitcoin nạp vào có bao nhiêu giao dịch nạp bitcoin vào cái ví này lần đầu tiên mà bitcoin rời khỏi là khi nào lần cuối cùng bị thương rời khỏi là khi nào và có bao nhiêu giao dịch gửi Bitcoin ra khỏi cái ví này thì thường nó các bạn thấy được là có một số lượng ví chúng ta thấy được là hầu như là không có những tài liệu là Bitcoin rời khỏi có nghĩa là đây là những cái địa chỉ ví mà tích lũy lâu năm nếu như các bạn tìm thấy một cái địa chỉ ví giống như là chúng ta thấy được là cái địa chỉ ví mà cái lần đầu tiên nạp vào là cái tay rất là lâu để thường coi coi chúng ta kiếm được một cái địa chỉ ví đó hay là không và sau đó không thấy đồng tĩnh gì đó thì có khả năng rất cao là cái người chủ địa chỉ ví này đã không còn quá cá nhân nữa hay là vì một lý do nào đó địa chỉ ví này đã, đã không còn hoạt động giống như là các bạn thấy được địa chỉ ví này đi từ tháng 8 năm 2017 đó thì có 1800 Bitcoin nạp vào. Nhưng mà sau đó thì hầu như là các bạn này là không có giao dịch nào, những cái như là 0.04, 0.06 này thì có thể đến từ đào Bitcoin hay là đến từ một cái dịch vụ gì đó mà gửi Bitcoin vào trong địa chỉ ví này, chúng ta cũng không rõ. Nhưng mà trên căn bản đây là một cái địa chỉ ví mà không cho chúng ta biết được nhiều cái tài liệu tại vì chỉ biết là gửi vào. Nhưng mà sau đó từ năm 2017 tháng 8, lúc đó các bạn thì được giá cho chỉ có 2.700 đô mà thôi sau đó giá lên 20.000 xuống 3.000 rồi lên tới cái mức là 65.000 nhưng mà lại không có động tĩnh thường nó thì thường cho là có thể là cái người chủ địa chỉ ví này đã không thể kích hoạt địa chỉ ví nữa tại vì mất khóa cá nhân hay là một cái lý do gì đó nhưng mà ngược lại các bạn có thể kiếm được một cái địa chỉ ví mà sau khi mà thành lập đó thì chúng ta lại thấy được là cứ liên tục có thể thành lập nhiều năm nhưng mà cứ liên tục có cái số lượng Bitcoin được nạp vào rất điều đặn thì đây cũng là một trong những dấu hiệu là đây là địa chỉ ví một ai đó dùng để mà tích lũy Bitcoin và đây là những cái thông tin căn bản liên quan đến cái tài liệu là làm sao để xem được những cái địa chỉ ví mà lưu trữ nhiều Bitcoin và tại sao cần phải theo dõi Thuận hy vọng là các bạn có thể nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn các bạn trong cái video kế tiếp trên channel này Tạm biệt các bạn